Gubane, xin chào các bạn. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ có một tựa game tên là Counseling. Nếu mà dịch ra tiếng Việt thì nó sẽ có ý nghĩa là tư vấn tâm lý các bạn ơi. Thì như cái tên của game này, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ gọi là nhập vai vào nhân vật chính và gọi là trải nghiệm một cái buổi tư vấn tâm lý các bạn ơi. Nghe thì có vẻ rất là độc lạ. Từ trước đến nay thì mình chưa có chơi cái game nào mà liên quan đến tư vấn tâm lý cả. Ở đời thật thì cũng như vậy luôn. Cho nên là mình rất là tò mò không biết là game này sẽ như thế nào. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu vào game luôn nhé. Ồ, cô y tá các bạn ơi. Chúng ta sẽ được một cô y tá trong cái vẻ khá là xinh tư vấn tâm lý. Tên chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi. Nhưng mà mình nhìn thấy ở đây có bạn tên đây. Cái này là Sumugu. Chào bữa sáng. Anh đã tỉnh dậy rồi à? Mình đang ở đâu thế này? Tại sao mình lại tỉnh dậy? Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Kể từ ngày hôm nay, trong 5 ngày sắp tới thì tôi sẽ đảm nhiệm cái việc tư vấn cho anh. Tôi tên là Sumugu. Rất hân hạnh được làm quen. Rồi. Đầu tiên hết là hãy cho tôi biết tên. À tất nhiên thì cái tên vừa được sử dụng như là một cái dữ liệu để lưu lại và còn để giao tiếp cho nó đơn giản nữa. Rồi bây giờ mình sẽ nhập tên của mình vào các bạn ơi. Mình sẽ nhập tên của mình vào là chữ Ren này. Tên của anh là Ren nhỉ? Đúng rồi. Vâng, vậy thì anh Ren, một lần nữa tôi tên là Sumugu, rất hân hạnh được làm quen. Nói là tư vấn tâm lý đi chăng nữa thì chúng ta cũng chỉ có những cái cuộc nói chuyện nhỏ thôi. Vì vậy mà đừng quá căng thẳng. Tôi không biết là nên nói từ cái gì nữa nhỉ? Hội thoại thì tôi có rất là nhiều cái chủ đề, cho nên là tôi bắt đầu cảm thấy hoang mang rồi. Mà hôm nay cũng là ngày đầu tiên. Bắt đầu từ những câu hỏi đơn giản thôi nhỉ. Nói là câu hỏi đi chăng nữa thì nó cũng đơn giản là nói chuyện phím thôi. Vì vậy mà đừng suy nghĩ quá khó khăn. Hình như là game này chỉ có một mình Sumugu là nói thôi. Còn mình sẽ là người chọn cái câu trả lời. Cho nên là toàn bộ những cái câu nói này là đều của Sumugu cả. Mặc dù là chữ kanji nó hơi khó nhưng mà mình nghĩ chắc các bạn hơi nhớ được. Đúng vậy nhỉ. Cái tên của tôi vẫn chưa giới thiệu chữ Hán tự của nó. Chữ Hán tự của tôi thì của cái tên của tôi là đến từ cái chữ nguồn gốc. Chữ này chữ nguồn gốc các bạn ơi. Nguồn gốc với lại cái chữ, cái bộ... Cái này mình quên mất là bộ này, cái chữ Hán Việt của nó là gì rồi. Ở trong tiếng Nhật thì nó là có ý nghĩa rằng là sợi chỉ ấy. Sợi chỉ tức là có cái ý nghĩa là nếu mà ghép chung với chữ này thì... nó có nghĩa là chữ kết nối các bạn ơi. Kiểu giống như vậy, kết nối từ thời xưa đến hiện tại. Rồi, đây là một cái tên đẹp đúng không? Bố tôi đã đặt nó cho tôi. Anh Ren có thích cái tên của mình không? Khoan đã, tại sao ở đây nó lại không cho mình xếp rồi? Game này thì có đến hai cái end các bạn ơi. Mình không biết là mình phải trả lời như thế nào đây. Có thích cái tên hay không? Trước hết là cứ trả lời thích đi. Tại sao những cái lúc quan trọng thì nó không cho mình xếp vậy?
Thế thì tốt quá. Cái tên thì rất là quan trọng, nhưng mà tôi cũng có thể gọi là hiểu được là tại sao người ta lại ghét cái tên của bản thân. Cảm xúc của con người thì có rất là nhiều loại. Cảm xúc ghét cũng là một thứ quan trọng. Tuy nhiên, dù nói là ghét đi chăng nữa, thì công kích người khác là một cái việc không đúng. Rồi, ngày hôm nay thì dừng lại tại đây thôi nhé. Cảm ơn anh rất là nhiều. Vậy thì hẹn gặp lại vào ngày mai. Rồi, buổi đầu tiên thì có vẻ như là không có gì gọi là quá khó khăn cả các bạn ơi. Tư vấn tâm lý hóa ra đơn giản như thế thôi sao. Rồi, chào buổi sáng. Anh tỉnh dậy rồi nhỉ? Hôm nay lại tiếp tục làm phiền anh. Chúng ta bắt đầu buổi tư vấn tâm lý ngày hôm nay thôi. Đây đã là ngày thứ hai rồi. Hôm nay thì tôi có thể hỏi về anh được không? Anh có người mà mình thích? Hay là... Khoai đã. Có người mà mình thích. Mà thích thì có rất là nhiều loại. Chẳng hạn như là tình bạn, gia đình, người yêu. Những cái loại thích như vậy. Dù cho đó không phải là một cái con người sống đi chăng nữa, anh có cái tồn tại nào mà để gọi là thích không? Nếu mà không phải là người sống thì chắc có thể các bạn ơi. Chắc là có. Rồi, đợi mình xếp lại trước cỡ. Mình nghĩ là thế nào lát nữa nó cũng xuất hiện câu hỏi thôi. Còn, rồi, xuất hiện câu để cho mình lựa chọn mới đúng. Có, nó cũng đơn giản thôi các bạn ơi. Chúng ta chỉ có hai cái câu lựa chọn thôi. Mình sẽ trả lời là có. Nghe tốt nhỉ. Có một cái người mà mình thích là một điều rất là tuyệt vời. Nếu mà có cái gì cần giúp đỡ thì có thể nhờ người đó. Nếu có gì cần giúp đỡ thì hãy nhờ người đó nhé. Tất nhiên là nếu mà anh nhờ tôi thì tôi cũng sẽ rất là vui. Hồi nãy nói là đồ vật cũng được. Mình cứ tưởng là trả lời đồ vật là được các bạn ơi. Nhưng mà có lẽ cái câu hỏi này là để hỏi xem có người thích hay không rồi. Thích một ai đó là một cái điều gọi là tuyệt vời. Nhưng mà cái việc ở một mình cũng không hẳn là một cái điều tồi tệ. Rồi, bằng việc là ở trong cái không gian thích hợp với bản thân, nó sẽ là một cái điều tốt nhất để mà giảm stress. Rồi, hiểu rồi. Có nghĩa là thích ở cùng với lại một người nào đó thì cũng được, và thích ở một mình thì cũng được. Nói chung là sao cũng được cả, miễn không bị stress là được rồi. Đại khái là như vậy đúng không? Nếu mà anh thích lộn, nếu mà anh cảm thấy ngại với cái lòng tốt thì cho tôi xin lỗi. Hả? Tôi thích anh đấy, bởi vì nói chuyện với anh rất là vui. Sao đột nhiên lại như thế này vậy? Quá đột ngột các bạn ơi. Tiện đang tư vấn tâm lý ngày thứ hai được một cô y tá xinh đẹp tỏ tình. vậy nên đừng có gọi là ôm những phiền muộn cho riêng bản thân. Ngày hôm nay thì chỉ đến đây thôi. Cảm ơn anh rất nhiều. Hẹn gặp lại vào ngày mai.
Và chắc là cái này là thích theo kiểu như là nói chuyện vui thôi chứ không có ý nghĩa gì cả các bạn ơi. Chào buổi sáng. Hãy làm cho ngày hôm nay là một ngày tươi đẹp nhé. Đã là ngày thứ ba rồi, anh đã quen với việc tư vấn tâm lý chưa? Cái này có phải là câu hỏi không đây? Tạm thời mình cứ xếp lại đi. À không phải các bạn ơi. Anh không quen với việc tư vấn thì cũng không sao đâu. À, kể từ bây giờ trở nên quen dần là được rồi. Nếu mà anh cảm thấy gọi là không thích thì tôi có một chút buồn, nhưng mà có thể đổi một cái người tư vấn khác cho anh được. Rồi, hôm nay thì chúng ta lại nói cái gì đây? À đúng rồi, có một điều mà tôi muốn hỏi. Hả? Sao tự nhiên hỏi câu hỏi đây thế? Anh có nghĩ là phạm tội là một điều xấu không? Tép lại. Vừa đúng cái đoạn đó thì tự nhiên âm nhạc nó tắt đi các bạn ơi. Phạm tội là một điều xấu. Một điều không xấu. Mình nghĩ chắc là điều xấu. Đây là thường thức. Rồi. Dù cho mình có đặt cái tên là Bức Thường Nghiêm Minh đi chăng nữa thì mình cũng không có thích cái việc mà hãm hại ai đó. Rồi. À, đúng vậy vậy. Thật tốt quá. À, may mắn thay là anh Ren có một cái tư tưởng đúng đắn. À, tôi cũng nghĩ giống như vậy. Phạm tội là một cái điều không đúng. À, tôi nghĩ rằng là anh có một cái khái niệm về nó chính xác đúng không? Thế giới này thì để có thể gọi là thích nghi với nó thì đương nhiên là phải bảo vệ những cái luật lệ mà đã được đề ra sẵn. Vì vậy mà tôi mong anh là đừng có trở thành một kẻ phạm tội. Sao mình cảm thấy nghi ngờ quá vậy các bạn ơi? Có khi nào nhân vật chính của chúng ta là kiểu psychopath hay là cái gì không? Vâng, anh vất vả rồi. Ngày hôm nay thì chị vô đây thôi nhé. Thanh niên này kiểu như là thể lực bằng không hay sao ấy. Nói chuyện một tí là hết thể lực. Cảm ơn rất là nhiều. Hẹn gặp lại vào ngày mai. Cô y tá cực kỳ tử tế luôn các bạn ơi. Chào buổi sáng. Ngày hôm nay lại là phiền anh. Anh cảm thấy thế nào rồi? Kể từ đó thì có gì thay đổi không? Tôi thì dần dần cảm thấy gặp anh là một cái niềm vui. Lúc đầu thì tôi nghĩ đây chỉ là một cái công việc đơn giản thôi. Chỉ là một cái công việc thôi chứ không phải là công việc đơn giản các bạn. Nhưng mà không ngờ lại có chuyện như thế này nhỉ. Cái buổi tư vấn này thì chị có 5 ngày thôi, tức là ngày hôm sau kết thúc rồi. Tôi cảm thấy hơi buồn một tí. Vậy thì bắt đầu câu hỏi nhé. Ôi, tại sao lại hỏi cái câu này rồi? Anh có nghĩ là những cái tên tội phạm nên biến mất khỏi thế giới này không? Cái này mình cũng không biết trả lời như thế nào nữa các bạn ơi. Ủa, sao không xếp được? Rồi, mình đã quay trở lại rồi các bạn ơi. Cái đoạn hồi nãy mình lảm nhảm cái việc mà không xếp được, thực ra là do mình bấm nhầm vào loát các bạn. Thảo nào mà nó gọi là không xếp được, đó là điều đương nhiên. Rồi, tôi nghĩ rằng là tội phạm nên biến mất hết. Tôi nghĩ là tội phạm không nên biến mất hết. Thật ra thì một cái thế giới lý tưởng là một cái thế giới không có tội phạm. Nhưng mà cái này thì rất là khó để mà lựa chọn các bạn ơi. Tại vì
có những người không phải là người ta thích để mà phạm tội. Với cả là nếu mình chọn cái này thì có cảm giác giống như là Yagami Laito, nhân vật chính trong Death Note. Thôi nhưng mà mình cứ chọn đi. Tôi đã tin anh sẽ nói như thế. Tôi cũng có cùng một cái cảm giác như vậy. Những kẻ phạm tội là tuyệt đối, là cái ác tuyệt đối. Vì vậy mà dù có như thế nào đi chăng nữa, tôi mong là anh đừng có quên điều đó. Kiểu như đang gọi là dằn mặt của cái nhân vật chính ấy các bạn. Mình nghi ngờ là nhân vật chính gọi là có một cái bóng tối nào đó ở trong người rồi, sắp sửa phạm tội đến nơi rồi, cho nên là cô y tá mới gọi là răng như vậy. À phải rồi, tôi chỉ toàn là hỏi anh thôi. Xin lỗi nhé, tôi quên mất. Anh có câu hỏi nào dành cho tôi không? Rồi để thử xếp lại xem. Đấy bây giờ cái nhấn vào chữ xếp cho nên mới xếp được các bạn. À, có câu hỏi nào không nhỉ? Đây là đâu? Cô là ai? Hãy cho tôi thoát, hãy cho tôi ra khỏi chỗ này. Ai khoe đã các bạn ơi, sao mà nó tự nhiên như thế này là như thế nào? Làm ơn cho tôi thoát ra khỏi đây, chứng tỏ là mình đã bị bắt giam ở chỗ này giờ. Còn cô là ai? Mặc dù đã giới thiệu tên rồi nhưng mà vẫn hỏi câu này. Đây là đâu? Trước hết thì mình muốn biết đây là chỗ nào các bạn ơi. Đây trông có vẻ như là giống bệnh viện nhưng mà nếu mà hỏi câu này chắc không phải rồi. Đây là phòng tư vấn. À, đây là cái nơi mà để gọi là tư vấn cho anh. À, hết giờ rồi. Ngày hôm nay thì chỉ đến đây thôi. Vậy thì anh đã vất vả rồi, hẹn gặp lại vào ngày mai. Ngày mai là ngày cuối cùng rồi, mặc dù hơi đáng tiếc. Nhưng mà ngày mai mong được anh giúp đỡ. Rồi, đến ngày cuối cùng các bạn ơi. Chào bữa sáng. Hôm nay là ngày cuối cùng. Mong được anh giúp đỡ. Vậy thì chúng ta bắt đầu từ câu hỏi luôn nhé. Bởi vì ngày hôm nay là ngày cuối cùng, cho nên là anh hãy suy nghĩ cho kỹ vào nhé. Anh có nghĩ rằng là trong tương lai bản thân sẽ gây hại cho một ai đó không? Xếp lại xem. Không, dĩ nhiên là không rồi. Nhưng mà tại sao lại gọi là im lặng như thế là sao? Hả? Anh đã vất vả rồi. Kể từ giờ phút này thì anh hãy sống mà không gọi là gây tổn thương cho một ai cả. Đó là cái điều mà vì hạnh phúc của nhân loại. Tại sao cái quy mô của nó lại mở rộng như thế này đây? Vậy thì tạm biệt. Ê? Kết thúc buổi tư vấn. Kiểu như là chỉnh đốn lại nhân loại. Hả? Có vẻ như là rất là hắc ám các bạn ơi. Cải tạo lại nhân loại. Vậy thì cô y tá đó rốt cuộc là ai cơ chứ? Vẫn còn một cái e nữa các bạn ơi. Cảm ơn đã chơi game này. Rồi bây giờ mới là cái phần quan trọng này. Mình vẫn còn tò mò một vài thứ các bạn ơi. Là cái chỗ này các bạn.
Mình đang gọi là cảm thấy là rất là tò mò ở chỗ này. Bây giờ mình sẽ hỏi hết những câu hỏi ở đây nhé. Rồi, cô là ai? Mình nghi ngờ là hỏi câu này cũng vô ích thôi. Tôi là Smugu, tôi là một cái nhân viên làm việc ở đây, tất nhiên rồi. Thể nào cũng trả lời kiểu này để gọi là tránh cái câu hỏi thật sự của chúng ta. Bây giờ mình sẽ lát lại các bạn cơ. Hãy cho tôi ra khỏi đây. Mỗi ngày anh đều gọi là quậy phá như thế không mệt sao? Hãy bình tĩnh lại nhé. Buổi tư vấn tâm lý vẫn chưa hết đâu. Khoan đã. Khoan 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 khoan. Chứng tỏ là không phải là ban đầu cái không phải ban đầu là thể lực của nhân vật chính gọi là ít, mà là do là nó quậy phá cho nên là nó mới gọi là tiêu tốn thể lực, và sau đó thì cô y tá mới vào đây để tư vấn tâm lý. Hóa là như thế à. Rồi, vậy thì đến cái cuối cùng mình nghĩ đây chính là cái phân đoạn mà giúp cho chúng ta biết được là cái em nào với cái em nào. Thì hồi nãy là mình trả lời là không, tức là mình sẽ không phạm tội. Vậy là nghĩa là bây giờ mình đang là một tên tội phạm các bạn ơi. Mình sẽ không gọi là gây hại cho người nào nữa, thì lúc đó là mình mới được cải tạo thành công. Nhưng mà nếu mình trả lời là mình sẽ gây hại cho ai đó nữa thì chứng tỏ là mình chưa cải tạo thành công đúng không? Thì cái này sẽ là một cái end khác. Chấm chấm chấm. Chấm chấm chấm. Quầy. Tại sao anh lại chọn ở bên đó? Tôi đã gọi là suy nghĩ cho anh rất là nhiều, đã gọi là hành động vì anh đến như thế. Vậy mà tại sao anh vẫn không thay đổi là như thế nào? Tôi không có nhầm lẫn cái gì cả, dù cho đó có là một cái điều nhỏ nhặt đi chăng nữa, nếu mà có cái khả năng gây hại cho người khác thì tôi bắt buộc phải trừ khử. Ôi, cho nên làm ơn đấy, hãy trả lời là không đi. Nếu không thì tôi hả? Nếu không thì tôi sẽ bị gọi là loại trừ. Chúng ta là không chỉ nhân vật chính của chúng ta mà cả cô y tá cũng như vậy luôn à. Làm ơn đấy, tôi không muốn chết đâu. Làm ơn. Làm ơn, 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 làm ơn. Làm ơn, hãy nói không đi. Rồi. 2 No 29 269 đã bị phát sinh lỗi. Cần người đảm nhiệm đến đối ứng gấp. Thí nghiệm đã thất bại. Cái người đàn ông bận áo blue trắng xuất hiện trước bạn thân và nói như thế. Hả? Ở dưới chân của ông ta là hình ảnh Tsumugu đã bị bắn ngã ở đó. Tuy nhiên, từ người của Tsumugu thì không có một tí giọt máu nào chảy ra cả. Rồi. Cái tay mà gọi là kiểu như là bị bắn bay đi thì nó cũng có những cái sợi chỉ màu xanh thôi. Không phải những cái sợi chỉ mà những cái sợi dây điện màu xanh. Để chứng tỏ đây là Android à. Android 269 Tsumugu. Cô đã bị phá hủy. Android mới sẽ xuất hiện và thay đổi thế giới này thôi. À, phải rồi cậu. Cậu là Ren vậy? Như đã hứa, tôi sẽ giải phóng cho cậu. Chấm chấm chấm. Này, cậu có nghĩ là thế giới này cần cái điều ác không?
có những cái cách gọi chẳng hạn như là tội ác cần thiết. Cậu có nghĩ cái việc mà xóa điều ác khỏi thế giới này là một điều ác không? Ừ. Đến đây rồi tự nhiên quăng một câu hỏi cho mình các bạn ơi. Tôi không biết. Vậy à. Cảm ơn cậu đã giúp tôi trong cái thí nghiệm này. Về đi. Thế rồi bản thân được giải phóng khỏi cái trạm nghiên cứu bí ẩn. Không biết là Sumugu đã như thế nào rồi. Nhưng mà đó không phải là một cái điều mà bạn nên biết. Rồi. Vâng. Vậy ra đây chính là cái sự thật của cái trung tâm tư vấn tâm lý các bạn ơi. Sumugu kiểu như là một cái android mà được tạo ra chỉ để dành cho cái việc tư vấn tâm lý thôi. Để thực hiện cái kế hoạch là cải tạo loài người, tức là xóa đi khỏi toàn bộ những cái tội ác khỏi thế giới này các bạn. Và nói chung là cái này khá là sâu, mình cũng không thể nào mà có thể nói hết được các bạn ơi. Cái câu hỏi cuối cùng cũng như vậy luôn. Câu hỏi cuối cùng thật sự là khá là khó. Các bạn có nghĩ rằng là cái việc mà xóa khỏi tội ác trên thế giới này là một tội ác không? Nếu mà được thì các bạn hãy bình luận bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Nếu mà thích video này hãy bấm chuông một like để ký được bạn ngồi. Đừng quên lấy cái chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video khác. Bye bye.